Trong đợt giãn cách lần này vẫn là tuân thủ chặt chẽ chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng thành phố Hồ Chí Minh có một số điều chỉnh để phù hợp với tình hình. Trong đó sẽ có thêm một số đối tượng đặc biệt được phép hoạt động trong thời gian giãn cách. Trong đợt giãn cách từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép một số nhóm đối tượng được hoạt động vào ban ngày, tức là từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối. Cụ thể, quý vị có thể theo dõi trong bản đồ họa sau đây. Đáng chú ý nhất là nhóm liên quan đến các nhu cầu thiết yếu. Thứ nhất là shipper và nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Đặc biệt, các shipper sẽ được phép hoạt động liên quận huyện, chứ không bị hạn chế trong một địa bàn nữa. Thứ hai là nhóm các cơ sở sản xuất thực phẩm như bánh mì, bún miến, cơm phở cũng được phép hoạt động. Cùng với đó là nhóm các ngành nghề đặc thù như phòng khám tư nhân, các tổ chức hành nghề công chứng, phòng vé máy bay, các dịch vụ như bảo vệ, sửa chữa, ứng cứu hạ tầng thiết bị. Lĩnh vực bảo hiểm cũng được phép hoạt động ở công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi khách hàng. Tuy nhiên về cơ bản, trong một tháng giãn cách tiếp theo, nguyên tắc ai ở đâu thì ở yên đó vẫn được thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên. Mọi người hạn chế ra đường, chỉ ra ngoài khi có lý do thực sự chính đáng. Từng người, từng nhà phải thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách. Điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Chỉ có ý thức và sự tự giác thực hiện của mọi người mới đảm bảo được thành công và quyết định dịch không lây lan trong cộng đồng.